Xe đạp bởi vì xin chào mọi người. Đây sẽ là video mình giới thiệu chiếc xe mang thương hiệu Chan. Xe này thì nó nguyên zin nguyên bản, từ những cái chi tiết phụ tùng đến cả cái màu sơn của xe. Và bây giờ để không có dài dòng mất thời gian của mọi người thì mình sẽ đi vào giới thiệu chi tiết hơn chiếc xe này cho mọi người xem. Màu sơn của nó là màu sơn zin. Và chắc chắn rồi thì cái màu sơn zin không thể nào tránh khỏi được những cái vết trầy xước. Đây ở trên khung sườn phía trước thì nó có hơi trầy một tí. Cái khung sườn này được cấu tạo bằng nhôm, và đặc biệt cái màu sơn đen ở trên khung sườn xe Nhật bãi á, nếu mà mọi người quan sát từ xa sẽ rất là dễ nhầm. Tức là nếu mà nhìn từ xa thì nó sẽ rất là mới, nhưng mà quay lại gần thì mọi người sẽ quan sát được kỹ hơn những cái vết trầy xước trên xe. Cho nên là như mọi người thấy nãy giờ mình quay rất là chậm những chi tiết màu sơn để những anh em ở xa có thể hình dung một cách rõ ràng nhất có thể. Trên cái phần khung sườn nó có ghi dòng chữ là Made in Taiwan, tức là do xe này nó được gia công và lắp ráp tại Đài Loan. Đó là cái chi tiết mà mọi người nên lưu ý rõ. Xe Nhật bãi, tức là xe nó đã được sử dụng rồi tại thị trường nội địa Nhật, chứ nó không hoàn toàn 100% sản xuất tại thị trường Nhật. Nó sẽ có những cái xe cũng sản xuất tại thị trường Nhật 100% luôn, nhưng mà đó là một vài dòng xe đặc biệt hoặc là những cái xe cổ hồi xưa á. Chứ còn xe mới sau này thì đa số là nó sẽ được gia công và lắp ráp tại những quốc gia khác để chi phí nó rẻ hơn. Cam của xe này là cam inox và nó không có bị rỉ sét. Ghi đô tăng thì nó có cái phần bô tăng là bô tăng gật gù, mọi người có thể điều chỉnh cho nó cao lên gần lại với chỗ ngồi, hoặc là xa ra, nhô đến phía trước để cho nó xa cái chỗ ngồi một tí. Như từ đầu mình có nói rồi, những chi tiết của xe này đều là zin nguyên bản, từ cái cặp bao tay bên ngoài đến cả cái tay vặn mang thương hiệu Shimano. Yên xe cũng là yên zin, chưa có bọc lại da. Phía sau này thì mọi người sẽ quan sát được cái cặp phanh chữ V, phanh nhôm, ngoại hình nó còn rất là sáng. Đùm sau là đùm nhôm, ngoại hình nó cũng còn đẹp luôn. Thông thường những cái đùm nhôm giống như thế này nó sẽ bị ố hoen, nó bị ố một tí, nhưng mà cái này thì nó vẫn còn ổn. Xe nó có cấu hình là 3 dĩa 7 líp, cùi đề là Shimano Atus. Cái đùi dĩa phía trước là đùi dĩa nhôm mang thương hiệu Sunto. Những chi tiết trên xe thì mình thấy nó đều là quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái bộ rúp đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay thử cái đoạn mình test cái cùi đề cho mọi người xem. Thì mọi người có thể xem được là nó lên xuống số rất là mượt, nó rất là chính xác, nó không có bị lệch số. Với một phần nữa để đánh giá cái bộ rúp nó có ngon hay là không á, thì mọi người nghe cái tiếng của cái clip nó kêu thì cũng sẽ đánh giá được phần nào. Đó, vừa rồi thì mình quay rất là rõ cái âm thanh của cái tiếng clip kêu. Nghe cái âm thanh thôi là mọi người biết nó đã sử dụng nhiều hay là chưa rồi. Ống đứng của xe là 43 và ống ngang là 53, cho nên xe này nó hợp với người dùng cao từ khoảng 1m55 đến 1m75. Cái xe này thì phụ nhúng phía trước nó còn hoạt động rất là êm ái, nó rất là nhẹ. Tổng trọng lượng của xe là 13,94kg, nó gần như là 14kg. Nó hơi nặng tại vì những cái dòng xe Jan Road 3200 này, cái phiên bản của nó là Road 3200. Thì những cái xe này theo mình tìm hiểu, nó có cái tuổi đời cũng rất là cao. Và những cái dòng Jan trước kia thì cấu tạo khung sườn nó bằng nhôm, nhưng mà nó sẽ dày hơn những cái khung sườn nhôm sau này. Vì thế là trọng lượng nó sẽ hơi nặng hơn so với mặt bằng chung của những xe đời mới sau này. Cơ bản thì video mình giới thiệu cũng gần như là đầy đủ về chiếc xe. Nếu mà mọi người xem còn thắc mắc gì nữa thì có thể alo cho mình. Số điện thoại thì mình luôn để ở góc màn hình để cho mọi người xem. Khi mà mọi người xem cái video này cảm thấy thích cái cách mà mình giới thiệu về những cái dòng xe đạp Nhật bãi, hoặc là đang xem để tìm lựa chọn cho mình một chiếc xe để phục vụ cái nhu cầu cá nhân, thì có thể ấn đăng ký kênh YouTube Xe Đạp Mười Bin, cũng như là bật cái chuông thông báo để khi mai mốt mà mình đăng những video mới lên, mọi người sẽ nhận được thông báo và vào xem sớm nhất. Đến đây thì cũng kết thúc video rồi. Hẹn gặp mọi người ở video kế tiếp. Xe Đạp Mười Bin chân thành cảm ơn.